Giống lúa chịu ngập shpt 3 là giống lúa thuần ngắn ngày, cấy hay vụ một năm, được chọn tạo bằng công nghệ sinh học phân tử MAS do các nhà khoa học của Viện Di truyền Nông nghiệp tiến hành và lai tạo từ tổ hợp lai giữa giống căn dân 18 lai với giống PSBRC68 mang gen chịu ngập sấp 1, thời gian sinh trưởng của giống từ 132 đến 136 ngày vụ xuân, 105 đến 107 ngày vụ mùa chất lượng gạo khá, năng suất cao, đạt 70 đến 75 tạ trên 1 hecta, thích ứng rộng, ít nhiễm sâu bệnh, sức cứng cây, chống độ tốt, chịu chua, ngập úng. Gạo có hàm lượng amylosa 28%, thay thế chống lúa can dân, phù hợp cho chế biến bún, bánh đa, phục vụ các làng nghề truyền thống.